Dạ em nay bận áo thun bị ngang bằng phẳng mới đóng phim về, mà hôm qua em up hình cho quý vị coi là em bị đánh đó, đánh tàn tạ luôn, đánh như tan nát cuộc đời rồi. Là tóc của Việt Hương là tóc đội tóc bạc rồi. Bây giờ đóng phim xong đúng rồi, có mặt đi anh Nguyễn Hải Đăng Phước Lương dạ. Rồi đi đóng phim từ ở bên quận 7 về và đóng một vai một người có giới tính thứ ba. Mà điều quan trọng là khi mà Việt Hương nhận phim này, quan trọng là khi Việt Hương nhận phim này là Việt Hương đã chuẩn bị trước 3 6 tháng, từ 3 tới 6 tháng, tại vì phim này là vai một người u môi, hoàn toàn không được đánh phấn, trên mặt chị Hương không có phấn nha quý vị. Không phớt son gì hết. Đây. Mặt của Hương là không có đánh phấn vì Hương đánh đóng vai 3D á. Dạ. Thì khi mà Hương đóng vai này buộc lòng, dạ đúng rồi, Thanh Hào, chị Việt Hương xinh đẹp, cảm ơn nha. Mặt của Hương khi chuẩn bị vai này là không có đánh phấn nha, mắt cũng không đánh luôn, không được kẻ mắt, không được gắn gì trên mắt, chân mày luôn, da hoàn toàn, tại nó bóng vậy là tại vì em không có làm gì trên mặt. Có đánh miếng son gió là vì ô môi không được đánh son, nhưng mà livestream cho quý vị mà cái mặt tái mét thấy ghê thì chỉ có miếng son gió thôi. Đây cũng không có nhiều son luôn, đây nha, và mặt là hoàn toàn không có đánh phấn. Điều quan trọng là mọi lần có đồi núi trập trùng và bập bùng, hôm nay mặc đúng áo của ô môi luôn, có nghĩa là áo này sẽ hỗ trợ cho mình mất vùng núi đó, da nó phẳng xuống sẽ rất là đẹp, giống như giới tính thứ ba. Khi mà Việt Hương làm cái phim này, Việt Hương chuẩn bị từ 3 tới 6 tháng và chị không đánh phấn vẫn đẹp. Mai Trâm cảm ơn cưng nha, Nghĩa Huyền Trang. Là vì như vậy nè, mình lựa chọn một cái liệu trình hoặc là mình cái làm đẹp da thì Việt Hương không có dám nói với quý vị, tại đâu biết có work hay không, đâu biết có thành công hay không, thì sợ làm nó không đẹp. Thì khi mà Việt Hương làm được cái da mặt của mình ngày hôm nay hoàn toàn không có phấn son để đi quay cái phim này, thì các bạn cứ lên đây hỏi Hương là làm cái gì ha, thì hôm nay mới có thời gian và hôm nay tôi mới hẹn được một người đẹp. Bị vì cái người ta đẹp, ta không có thích chơi tôi, đẹp chơi tôi xấu lay, hiểu không đó. Nhưng mà tại vì tôi lạ quá, tôi quái quá, tôi năn nỉ bà, tôi nói nè ngồi xuống nói bị, tôi không biết nói, tôi biết làm rồi, và tôi cho quý vị coi chính xác vô da mặt của mình, hiểu không, là da ô môi không có đánh phấn nào hoàn toàn ha quý vị. Thì cái người này họ họ biết nói và hỗ trợ cho Hương để có cái da đẹp. Dạ chán em là sân bay Tân Sơn Nhất nó mướn hoài đáp á, chứ mà em chưa cho. Dạ chán rộng cỡ sân bay á. Dạ và bây giờ sẽ nhờ ta nói chứ Hương không có nói, và đang đứng trong khuôn cảnh ngon lành luôn quý vị. Đây là BB Thanh Mai, dạ số 2B đường Bùi Thị Xuân, dễ ẹt ngay đường Cách Mạng 8, cái quẹo vô đường Bùi Thị Xuân liền. Dạ dạ cảm ơn, yêu quá đúng không, da mặt đẹp đúng không. Đúng rồi, là tại vì á nay nhờ được cái cô gái này nói giúp giùm vì Hương làm Hương thấy nó đẹp ha. Rồi nè, ngồi vô thấy một trời một vực, đừng nói tại sao nước biển lại mặn, bây giờ cho coi từ từ coi hoa đó nha. Và đây rồi, tại sao nước biển lại mặn ở đợt đó, đẹp chưa quý vị, trời ơi, nó nói nhìn chị chán liền luôn á. Rồi còn bên nhìn bên đây hết hồn liền, ta đẹp ta có quyền em ơi, xinh quá cảm ơn cả nhà. đó. Rồi bây giờ đã lên đó là Thanh Mai ha, Mai nè. Yêu Bây giờ Mai là thật ra Mai có đánh phấn á, mà Hương không có đánh, mà để gần coi không thua, thấy chưa, ngon lành Hương ơi, Hương trời ngon ơi Mai luôn á. cũng 70 chứ đâu có dễ Đó, gì, không tôi phải né, tôi sợ rồi tôi né đúng không, thiệt tình là bên đây nó phấn, còn Việt Hương chùi hoàn toàn trong mà cái vậy đẹp coi mà láng là Việt Hương Hương không có đánh phấn. Và hôm nay là hiên ngang vì đóng vai ô môi thì Việt Hương không được đánh phấn, không được đánh cái gì bất kể trên mặt mình, trừ có chút xíu son gió mới đánh thôi. Dạ thì tại sao mà có cái da đẹp này là cách đây trước live show của Việt Hương á, thì Việt Hương có gặp và Thanh Mai trong một cái buổi mà Hương nghĩ là không có vui, một cái buổi đám ma của một cái người chú lớn, thì mình tới vô tình mình gặp, thì mình mới chạy tới Mai, mình cũng vô tình mình hỏi là ồ sao đẹp vậy, sao giữ được hoài như vậy. Thì Mai nói là đi qua đây thử đi, tại Mai có cái spa này. Và lúc đó là tôi chỉ hỏi công tâm để mà mình đẹp, làm đẹp da thôi. Thì nhờ như vậy mà trước live show Việt Hương á thì có làm một cái dạ đẹp chị Mai đẹp dữ thần,
Dạ đúng rồi, ba đẹp lắm nè, nè nè nè. Cảm ơn cả nhà. Đó, em 7 nút rồi đó, ba 10 nút. À. Ba đẹp. Làm cái Intherapy mà Việt Hương có nói là khi nào work thì Việt Hương mới livestream cho quý vị coi. Thì cái này là phải tới tư vấn với cô Thanh Xuân ở đây, là tại vì cổ nói hay hơn mình thì họ mới là ủ tê cho mình, hoàn toàn không cắt da thịt gì của mình hết nha quý vị. Không cắt, không có đụng gì dao kéo vô mặt mình hết, hoàn toàn là bằng máy móc, mà máy móc của Mỹ. Xong họ bắn vô cái cơ của mình á, bắn vô cạch 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 vậy nè. Đau là tùy cơ địa mỗi người. Đối với Hương thì Hương thấy nó hơi đau đau, còn đối với nhiều người ta nói trời ơi đau quá, còn đối với người mặt trơ trơ không thấy gì đau, đây gương mặt này trơ trơ không thấy gì đau. Dạ em là em có đau mà em chịu được, giống như là mình ấy, hiểu không? Còn có người chú cha đau quá nhưng mà mai thì không là đau, không có đau, đau tại vì mai làm quen. Dạ tùy cơ địa nha, chứ Hương nói là không phải là không có đau, nó hơi gọi là ù ù mề mề lên một xíu, nó kiểu như nước mưa mà nó tạt vào mình á. Đúng mình rồi tạt, và sau mình. Đó thì đến live show của Việt Hương là được gần một tháng thì Hương thấy nó hơi quất chút đỉnh, và mấy ngày nay thì được mấy tháng rồi Xuân ha, bốn tháng thì nhiều người nói là cái mặt của Hương á là cái khuôn mặt mà đồ quý hiếm, thấy không? Có biết cái dòng chó mặt xệ không? Đó, cái con chó mặt xệ đó, con mắt đó là cái dòng mặt tôi với con trai Chí Tài. Thì Hương cũng sẽ giới thiệu Chí Tài tới đây để Chí Tài làm cái đó cho nó bớt cái khung này nè quý vị. Đây nè, bớt cái cục này nè. Đó, thấy không? Nó hết xệ mặt. Thì hôm nay Hương thấy nó work, và quý vị tự động nói luôn là thấy mặt của Việt Hương clip lên rất là nhiều, là gọn mà lên. Mà đây là Hương là không trang điểm, không đánh shading. Chứ thường là chúng ta sẽ đánh cái màu sậm hơn, ở đây nó gọi là shading thì làm cho cái phần này của chúng ta cảm thấy nhỏ gọn hơn. Đó, đúng Hương là không đánh gì. Hương không đánh. Dạ. Cái mặt của Hương không thì mới đóng đóng phim thì là hồi nãy các bạn có coi ở trong cái đường ở quận 7, ngay ngay chỗ cái cầu mà cầu cái cầu sớm chiếu hay cầu gì, trong đó là Hương đánh bỏ nãy mà kẹt xe hết á, thì mới đánh nó về, có nghĩa là hoàn toàn không đánh phấn. Và quan trọng nữa là sau cái đó Hương thấy nó ok rồi, Hương cũng không live stream cho quý vị. Hương nói là Hương sẽ hứa quay là coi có hết mụn hay không để chỉ cho quý vị ha. Hết mụn thì Hương mới tới đây, có thấy một cái chị kia chỉ làm cái mặt là bị rỗ, thì Hương cũng rảnh rỗi Hương hỏi con bé này nè, nó cao bằng Hương đó, nó tên là Thanh Xuân. Dạ nó cao bằng Hương đó, thì nó mới chỉ cho Hương làm á. Hương coi cái chị đó là có cái đầu nó nhỏ bằng ngón tay như này nè Mai đó, thì cái cô Thanh Mai này không biết làm chưa, nhưng mà Hương có không làm. Mai làm rồi, Mai cũng dạ. làm rồi thì nhỏ nhỏ như vậy mà nó giống như cái đồ bào đu đủ á quý vị, bào đu đủ ăn gỏi đủ á, mà nó nhỏ xíu như ngón tay thôi, ịn vô mặt mình vậy nè, ịn hết cái mặt mình luôn. Rồi xong rồi nó gọi là gì ta, cái đó gọi vi là điểm. Gì? Vi điểm, siêu vi điểm đó, siêu tại vì siêu... nó đi từng điểm nhỏ của mình, nó gọi là siêu vi điểm. Siêu vi điểm. Đúng rồi. Mà cái đó tôi nói giống đồ bào đu đủ, vì tôi ham ăn thì tôi nghĩ tới cái giống như cái đồ bào đu đủ, tại nó có lỗ nhỏ xíu, hoàn toàn không phải như lăng kim. Đúng. Có nghĩa là lăng kim là bạn thấy máu me, bạn thấy đau đớn ha. Còn ở đây đây nè, con bé này nè. Cái này sai. Mỗi người một đầu tiếp riêng. À cái đầu tiếp này nha quý vị. Đây nhỏ như xíu vậy. Như thế này đây. Và cái này ịn vô mặt mình, ịn. Nhưng mà không phải ịn như máy. Vậy. Nó có cái máy gắn vô bên này. Nó gắn vô rồi ịn cái đầu này nhỏ xíu như vậy nè quý vị. Thấy rõ không ạ? Đó. Ịn vô cái mặt mình hết, vô cái mặt mình. Rồi xong nó nhỏ xíu giống như đồ bào đu đủ. Tôi có nói cái này là đồ bào đu đủ nè. Bỏ nhỏ bằng ngón tay của Việt Hương. Rồi ra làm như vậy á, nó sẽ hơi mẩn mẩn giống như bạn lấy tay bạn cào da bạn. Nhưng mà họ có cái máy gắn vô đây, bắn luôn á, cái chất gì không biết. Thì cái mặt rỗ á, họ sẽ làm mấy lần hết hả Xuân? 4 lần, 4 đến 5 lần. Coi như liên tục cách nhau 1 tháng lần. Không, tôi nghĩ chắc phải nhiều hơn, phải 6 lần á. Tại vì Việt Hương nghĩ là Việt Hương nên làm cái này 4 lần. Tại mình Hương làm lần thứ nhất á, thì Hương là người xài son phấn nhiều, mấy game show, cho nên khi chùi đi á, làm cho lỗ chân lông nó mở ra cả ngày, nó ăn son phấn. Thì khi mình chùi lỗ chân lông rất là to, mà Hương làm một lần Hương thấy nó ok, lỗ chân lông mũi Hương rất là to. Mà ở đây bây giờ khích vô rồi nè, thấy quý vị thấy không? Ai cũng khen cái da đẹp là khích cái lỗ chân lông, là làm này mới có 1 lần nè. Đó, thì cái đó gọi là cho những người lỗ chân lông to hoặc là bị sẹo rỗ. Sẹo rỗ thì sẽ rất là work cho cái này, gọi là cái tiếp. Đúng rồi, đầu tiếp, mỗi người một đầu tiếp. Mỗi người một đầu tiếp này có 700 phát. Đúng rồi, mà bắn hết là thôi là mình phải bắn 2 lần. Một lần là 350 phát, lần thứ 2 bắn xong nó cho mình đem này về làm kỷ niệm luôn. Cái đầu tiếp này gắn vô mà nó nhỏ xíu như thế này là quý vị, nó sát vô trong cái lỗ chân lông của mình, làm cho cái
cái mặt hẹo rỗ người ta co lại. Cho nên nhiều người vô hỏi quý vị Việt Hương hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất, làm sao cho cái mặt mình nó líp lên đó, để bớt sệ cơ, dành cho những người bắt đầu 35 tuổi nên làm theo Hương. Theo Hương nghĩ nha, còn lát nữa Hương sẽ hỏi chị Mai theo chuyên viên. Hương cũng rất là thật tình, bận một cái áo thun rất là đi đóng phim của đoàn cho mượn, mặt không make up luôn để cho quý vị thấy, và gương mặt không make up và gương mặt make up đây mà không đó. Khác nhau gì nhiều hết trơn á đó. Bây giờ Mai làm bao nhiêu lần cái ống đó rồi? Cái tiếp Mai làm tới bây giờ là cũng 10 năm rồi. Cứ nghĩa là cứ 6 tháng thì Mai làm lần, giống như Hương làm vậy đó. Không, phải là Intherapy. Intherapy đó. Còn cái tiếp Mai thì Mai cứ 6 tháng Mai làm lần. Còn cái tiếp này, bởi vì cái da Mai thì may mắn hồi xưa thì mụn nhiều lắm, nhưng mà sau này chữa thì nó cũng đỡ, vì Mai đi laser cũng đỡ. Nhưng Mai làm cái này thì Mai mới làm được có một lần, thì Mai thấy cái lỗ chân lông của Mai nó cũng được se khít hơn. Tại vì tụi mình trang điểm nhiều á Hương. Cho Hương ngưng lại chút xíu này, tại rất là nhiều bạn vô đây comment là hỏi bao nhiêu tiền một lần chị ơi. Có 5 triệu à. Khi nào tới đây mà nói khách của Việt Hương là nhỏ em cao bằng tôi thanh xuân, nó sẽ có giá hợp lý cho các bạn nha. Khách của Việt Hương là sẽ có giá hợp lý, đúng không Thanh Mai? Chắc chắn rồi. Dạ. Và cái số điện thoại là 1800 6617. Dạ, 1800 6617 nha. Các bạn cứ điện thoại vô đó, các bạn sẽ được tư vấn kỹ hơn. Tại vì Hương làm là vậy nè, Hương không có thời gian, cho nên Hương tới Hương cứ ào Hương làm. Xong rồi đi về, rồi thấy ok quá thì mới tâm sự với quý vị. Rồi hôm nay nhờ được cô gái đẹp này là cổ đi học cao cấp thêm nghề gì, cổ bên châu Âu. Rồi cổ về đây vì Hương, tại Hương phải đi về Mỹ. Thì nhờ Mai để nói cho khán giả biết được việc Hương làm chỗ này, và Mai nói đúng vô cái chuyên ngành. Còn Hương thì nói nó hay tào lao lắm, lát tôi đẩy qua gọi tôi đủ tôi ăn luôn á. Dạ. Đúng rồi, đọc lại một lần nữa baby, 1800 6617. Đúng rồi. Dạ. Thì thực ra Mai cũng chia sẻ một chút là Intherapy xong nè. Rồi. Có nghĩa là đối với lại cái công nghệ mà Utherapy hay Thema thì nó giúp cho mình tăng sinh collagen, rồi tăng sinh elastin, săn chắc cơ. Thành ra cái da của mình lúc đó nó sẽ được thon gọn, săn chắc lại, rồi tăng sinh collagen. Thì Hương thấy là sau khi Hương làm thì Hương rờ cái da nó cứng, chắc hơn. Nó không có lỏng lẻo. Còn ngày xưa mình bóp ở bên trong nó lỏng lẻo. Thì làm cho mình như vậy là mình đi từ gốc, da mình sẽ được trẻ đẹp. Còn đối với cái công nghệ mà trên bề mặt da mình thì thường với thời gian thì lỗ chân lông mình nở ra này, hay là mình bị sẹo này, hay do mình vấn đề bị mụn này, thì mình làm những công nghệ này nó sẽ làm cho cái bề mặt da của mình được láng, được mịn lại, lỗ chân lông thu nhỏ lại. Thì sâu ở bên trong thì có những công nghệ như Thema, Utherapy, săn chắc, còn trên bề mặt thì mình lại có công nghệ siêu vi điểm, nghĩa là làm cho làn da của mình, cho da mình nó giống như cái nôm na như cái bánh da lợn vậy đó Hương. Nó có nhiều lớp thì lớp nào mình cũng phải được chăm sóc thì như vậy sẽ được có cái hiệu quả tốt hơn. Và có luôn em mấy cái trị thâm quần nè, rồi trị nám nè, chị đó, chị nám á là lại là một cái này nữa, lại là một cái rất là vô tình, có nghĩa là cái lưng của Việt Hương bị mụn, mà khi mà Hương mặc đó những cái áo chuyên dụng như thế này và những cái áo giáp vỏ này, Hương sẽ chụp hình gửi lên cho mạng cho quý vị coi là Hương mặc những cái áo giáp để đánh vỏ đó, thì nó bít lỗ chân lông, và đánh một lần như vậy là cỡ khoảng từ 6 tới 8 tiếng, mà một bài quyền là phải đánh 4 tiếng đồng hồ quay phim, thì nó bít lại, nó nổi mụn cái lưng. Thì Hương mới lên đây, Hương cũng hỏi đại Mai, nói Mai sao cái lưng Hương ghê quá, thì mới được chỉ cho một cái bắn laser. Thì Hương mới kêu thôi bắn thử vô cái mặt của Hương, là bữa nó bị thâm bên này, quý vị còn thấy còn một hai vết nè quý vị, một cái vết này nè là do Hương bị nổi mụn. Có người thì tới đây chị nám, chị nám thì họ chị bao nhiêu lần thì nó bắt đầu không quớt ha. Nám thì thường nó mất 1 tháng đó Hương. Dạ. Là cái chấm này, chấm nhấm nó quý vị bị nám là tới đây bắn laser bao nhiêu tiền một lần? Laser thì tính ra có lần đầu tiên trải nghiệm thì 300 mấy chục ngàn. Dạ. Sau đó mình có thể mua gói thì tính ra cũng khoảng độ 600-700 ngàn một lần. Dạ. Là bắn cái bị nám hai bên đây là quý vị nha. Nhưng mà Hương không bị nám cho nên Hương không biết nói, chỉ mời quý vị tới, nếu quý vị muốn tư vấn thì quý vị tới đây để chi, để mà người ta nói bắn bao nhiêu lần. Còn Hương nói thì không chính xác, nhưng mặt của Hương ngay chỗ này nè, nó đen đen hết chỗ này là do mình nổi mụn, cái mình lấy tay mình nặng, mình hay lấy ngón tay mình nặng, khi nặng nó để là vết thâm, và Hương thâm rất là nhiều, tại vì qua ngày mai tiếp tục đánh phấn thì nó bị hết chỗ này, và hôm nay thì nó đỡ rồi, nó còn 1-2 vết nè quý vị thấy không, 1, 2, 3, 4, nhưng mà nó rất là mờ. Thì Hương bắn cái laser này á chắc cỡ khoảng 20 lần. Hương bắn 20 lần thì thấy nó, cái lần thứ nhất bắn là mình thấy nó work ngay, cho nên Hương rất là thích. Và Hương bắn cái cô chuyên viên này, cô tên là Thoại, thì cái cô Thoại này á, cô bắn rất là khéo, có nghĩa là khúc này bị nám là bắn như vậy,
khúc này cái da bị mụn của bắn như vậy, và đặc biệt phụ nữ mình nó hay bị mụn chút chiếu cái này nè, gọi là mụn mụn dưới da, thì cổ bắn theo cái kiểu khác. Và cái trán gương đặc biệt, nãy giờ ai cũng khen cái trán gương rộng á xấu lắm, nhưng mà người ta nói thông minh mà tôi không thấy tôi ngu hơn chết. Thì cái trán của Hương á là hay đội tóc giả cho nên mụn ở trên ngay chỗ này, và hôm nay cổ bắn cái da nó cũng đẹp hơn. Đó là cái người người ta có tâm, người ta sẽ bắn theo từng vùng đó. Còn quý vị mà bị có chị nám tà ngang luôn nha, nám tà ngang thì Hương không bị, cho nên là phải tới đây tư vấn. À chứ lại Hương có làm gì Hương mới dám nói. Dạ thẩm mỹ viện này của chị Mai. Dạ đúng rồi, chị Mai giới thiệu Hương làm thử, và khi nào làm có kết quả Hương sẽ live stream và chỉ cho quý vị. Còn cái mụn ở lưng của Hương á là nó bị, nó như thế nào? Chẳng lẽ giờ tôi cởi cái áo ra quay cái lưng tôi thì nó trật quá. Thì bữa nào Hương sẽ lên đây xong Hương quấn cái khăn ngang đây nè, xong rồi sẽ live stream cho quý vị thấy cái lưng của Hương nó rất là bớt da, rất là bớt mụn và đỡ. Là vì hôm nay Hương nãy giờ cũng nói quý vị là Hương đi đóng phim, Hương mặc áo chuyên dụng cho vai diễn là áo này để nẹp người lại đánh võ. Thì và cái áo này áo thun bình thường thôi, trong khi chị Mai đẹp quá trời. Dạ ai cũng khen chị Mai đẹp hết. Tại vì Mai đang đi làm việc, còn Hương thì là cũng làm việc nhưng mà công việc của Hương là đóng phim và vai diễn. Thậm chí Mai thì ngày xưa dụ như vào những cái vai như cô thủ môn thì mình làm như người cô thủ bóng đá, như con trai. Còn mình làm vào những cái vai biệt bộ đội thì mình mặc một bộ đồ, hoặc là nhiều khi mình vào những cái vai khổ sở thì mình phải. Chị Mai ơi, có tư vấn tàn nhang được không? Được chứ. Tại vì Mai có, bên Mai thì có những cái laser LPRP, cái này hoàn toàn của được FDA công nhận về an toàn và hiệu quả. Chị được nám này, tàn nhang, đồi mồi này, đi chỉ lông to. Dạ, số 2 Bùi Thị Xuân quận 1. À, các bạn có thể gọi điện thoại tư vấn là 18006617. Dạ. Ba cái nha quý vị, ba cái Việt Hương làm thì Việt Hương thấy là được work á, là Interrobi. Thì cái đó lại là phải tới đây để tư vấn, tại vì tùy cái mặt sệ của bao nhiêu người, sệ bao nhiêu. Đúng rồi. Sệ chị Mai trẻ quá nè, sệ bao nhiêu người ta sẽ tư vấn. Còn Hương thì Hương không có biết, nhưng mà Hương làm thì Hương thấy nó có work hoàn toàn, không cắt chích mổ xẻ trên người mình, không hề mổ xẻ. Làm xong rồi đi cắt, làm việc bình thường. Rồi làm xong đi xuống đi làm việc. Rồi cái thứ hai, các bạn muốn cái lớp da không bị nám, không bị tàn nhang thì là bắn laser. Dạ, còn cái thứ ba là hôm bữa tự nhiên vô tình, không có ai chỉ tôi tự lên đây tôi làm spa, cái tôi thấy cái cô đó cô mặc rổ, cô làm và tôi thấy ok, vì Hương làm cho lỗ chân lông nó nhỏ và nó đẩy cái collagen lên, nó đóng cái lỗ chân lông lại và đóng cái mặt rổ lại. Nhưng mà những người mặc rổ thì nên làm, lỗ chân lông to thì cũng không tới nổi, Hương cũng bị, nhưng mà tại Hương thấy đẹp thì Hương thích. Và hôm nay ai cũng hỏi là mặt mộc tại sao đẹp quá, là nhờ như tại Hương phải chuẩn bị cho vai diễn cho nên là phải làm lỗ chân lông to đó quý vị. Tới làm được nè cưng. Bao nhiêu tiền em gọi điện vô tư vấn nói là khách của chị Việt Hương. Đúng rồi, cứ gọi là nói khách của chị Hương. Gọi không được chị Mai ơi, 18006617. Bấm số 1. Nếu mà muốn gọi đến quận 1 thì bấm số 1, còn gọi đến số 2 thì bấm, thì gọi đến địa chỉ tại Hà Nội. Thì quý vị cứ bấm số 1 để đến đúng cái chỗ mà Việt Hương đến đây là số 2 Bùi Thị Xuân quận 1. Dạ. Có chị Mụn. Có chị Mụn chứ, chị Mụn này có chăm sóc đàn ông. Có chứ. Dạ. Tại vì bên Mai là nói chung da nào mà chả là da đàn ông hay là phụ nữ, chúng ta cũng đều mất collagen, mất elastin rồi lão hóa, cho nên là nam chúng ta cũng đều phải cần chăm sóc vậy. Dạ, bắn laser bao nhiêu tiền? À, khoảng độ mấy trăm ngàn một lần, từ dạ. 300 cho lần 399 cho một lần đầu tiên, và những lần sau thì khoảng 600-700 ngàn một lần. Nhưng mà quý vị chỉ từng tới bắn một lần đầu tiên cảm thấy nó work, nó ok thì mới tới bắn nữa. Tại vì Hương bắn lần đầu tiên là thấy work ngay, có nghĩa nó giảm hẳn vết nám mà do tay Hương nặng mụn, cái tay dơ vậy, cái Hương hay cào cấu nó thâm đen thì Hương làm và nó đỡ thì mình mới tới làm tiếp. Thực ra thế hệ ngày xưa đó, cái laser thế hệ cũ là CO2 thì nó gây cho bong chóc rồi bị tổn thương da, còn thế hệ mới đó là Enerzac 1064, nó LPRP thì nó không có làm cho chúng ta bị tổn thương, gây ảnh hưởng đến làn da của chúng ta, cho nên là sau khi bắn xong đi làm việc, đi chơi thoải mái, thậm chí tối nay cũng đi tiệc hãy đến bắn thì nó sẽ da mình sẽ đẹp mướt mát hơn. Bi Siba tên là dạ tên Thanh Mai, BB Thanh Mai, số 2 Bùi Thị Xuân quận 1. Và các bạn Hương trải nghiệm, có nghĩa là từ đó tới giờ trên trang của Việt Hương hoặc là chương trình những món ăn vặt Việt Nam của Việt Hương là Hương tới ăn thử và hoàn toàn ngon dở gì Việt Hương lên trên chương trình Việt Hương nói, và không có quảng cáo cho cái tiệm đó, tại cái tiệm giống như là xôi cái 10.000 gói thì không có đủ trả tiền cho Hương đâu. Đúng. Nhưng giống như cái này thẩm mỹ
Tất nhiên Hương live stream như vậy Hương sẽ được giảm phần trăm chứ. Ví dụ như các bạn được giảm phần trăm, sao Hương không được giảm? Hương cũng được giảm chứ, giảm 20-30% work thì Hương mới làm. Kể cả nếu tặng phi cho Hương mà không giảm, Hương vẫn không làm, không có work. Thì tự khán giả cũng nhìn thấy là mặt Việt Hương đẹp lên thì và da nó ok hơn. Và Hương bảo đảm không ai làm mặt nhiều bằng Việt Hương cả. Việt Hương làm là 24 tiếng đồng hồ, có ngày 26 tiếng đồng hồ không tháo mặt ra được. Là tại vì quay cái đó, quay phim xong Hương để cái mặt đó chỉ gắn thêm lông mi, đổi màu son để quay game. Đó, phim với game của Hương là nó dính, cho nên là không kịp tháo nền. Đó, cho nên dạ dạ, mặt mộc cũng khua, cảm ơn các bạn nha. Mặt mộc này hoàn toàn không phấn son nha các bạn. Mà quá đẹp. Dạ, dạ. Thì đẹp. Khi nào siêu vi điểm, đúng rồi đó bạn bạn. Thì khi nào các bạn tự động, các bạn gọi điện tới đây, rồi tự động các bạn tư vấn nha. Rồi tự động các bạn sẽ thử nghiệm và sẽ thấy quốc hay không. Mai thì chỉ đẹp bẩm sinh mai á, là mai mụn là đẹp. Hồi nhỏ mày cũng mụn với nó, Hương nhớ không? Da rất là xấu, thành ra mày đi theo công da mặt em thâm mụn có làm được không? Đây chị Mai đang nói. Mai ngày xưa da mày rất là mụn, bởi vì mày cũng quay phim nhiều như Hương vậy, là mà lỗ mai lại tuyến dầu lại hoạt động nhiều, do đó là mày bị mụn cửa lỗ trên lông to. Nhưng khi mà mày chăm sóc thì cái làn da của mày được cải thiện rất là nhiều, do đó là mai điều trị được cho mai thì chắc chắn là mày điều trị được cho tất cả mọi người. Dạ, gọi được quý vị, tại vì quá nhiều người đang gọi cho nên là không được. Dạ rồi, ok. Hương đã quý vị thắc mắc rất là nhiều và hôm nay là Hương giải đáp ha. Là nếu như mình lớn tuổi, mình nghĩ đến cái chuyện xệ cơ, có nghĩa là giống như Mai nói rất là đơn giản, có nghĩa là bánh da lợn có nhiều lớp, thì bạn muốn chăm sóc lớp nào, hiểu không? Chăm sóc bề mặt lớp thứ nhất rồi lớp thứ nhì, thì cái intoderby nó giống như chăm sóc cái lớp thứ ba đó, cái lớp sâu bên trong cho cái cơ mình nó chạy lên. Thì mấy bạn hay thấy Hương có cái cục này nè, cái cục này nè, thì bây giờ thấy bớt, là do Hương làm được 4-5 tháng gì rồi nó clip lên cái mà Hương, bề. Hương mỗi 6 tháng Hương làm một lần ha. Yeah. Hương làm liên tục như vậy là càng ngày cái mặt Hương càng vi lai một cách tự nhiên. Yeah. Mai làm tới giờ là cũng gần 10 năm rồi. Yeah. Nghĩa là làm nè vi lai luôn nè. 6 tháng mày cứ làm một lần, thường xuyên mặt mày cũng tròn lắm. Mà mày làm liên tục thì đương nhiên 20 năm trôi qua so với cái thời nhỏ của mình thì chắc chắn nếu như mình không làm thì cái mặt mình sẽ càng ngày càng to, càng sệ hơn. Nhưng khi mình làm thì ngược lại, nó còn đi ngược cái thời gian, nó càng rút cái gương mặt mình lên. Thì nó đi đúng theo trào lưu là mặt vi lai. Yeah. Nhưng mà chưa kể là cái da của mình cũng được săn chắc hơn, đẹp hơn. Thì như vậy mình cũng cảm thấy tự tin, và nhất là trong nghề nghiệp của mình thì mình vẫn còn có gọi là được cơ hội được làm những công việc mình yêu thích, như là MC, còn Hương thì làm video. Trời ơi, còn nói là chị Mai mặc đồ của Đỗ Mạnh Cường đẹp quá. À, trời biết luôn. Và xin chị Mai là nhắc lại số điện thoại spa nè, à, rồi xin cho lại địa chỉ nè. Mai nhắc lại là 18006617, địa chỉ là số 2, Bùi Thị Xuân, quận 1. Dạ. Dạ. Bao nhiêu tiền một lần là các bạn đến gọi điện tư vấn và gặp là con bé Thanh Xuân. Xuân. Đó, nó cao bằng Việt Hương. Miệng nó lanh lắm. Dạ, thì nó sẽ tư vấn cho bắn laser thì Việt Hương, theo lựa chọn của Việt Hương, Hương thích là Thoại, chuyên viên tên là Thoại, thì chị ta bắn rất có tâm. Vùng nào ra vùng đó, không có bắn mà giống như là bắn gì tiền đâu. Cổ bắn rất là tội nghiệp, cổ là cổ lựa vùng này chỗ bắn cho Hương ha, xong vùng này cổ bắn sao bắn vậy đó. Thì cô đó tên Thoại. Tại vì thực ra những em cũng là theo nghề toàn mười mấy năm đến 20 năm, cho nên là giống như cả đời gắn bó với nghề nghiệp, yêu công việc và chăm sóc, mà đặc biệt là còn nếu mà các bạn muốn làm spa bình thường thôi, là lấy mụn ha, rồi đắp mặt cho đẹp ha, rồi bảo dưỡng da, tắm trắng có luôn nha quý vị. Dạ, đó trắng, mà là những trắng có dạ hết. Những cái đó Việt Hương làm thì làm của cô tên là Trâm. Tại nhiều khi á Việt Hương muốn nói tên những người đó ra để khi các bạn tới làm á, các bạn sợ là không tin á, các bạn gặp mấy người đó mà phải chị Việt Hương làm cái đó không. Nhưng mà đúng được, không? Được cái Việt Hương là vậy, là ngay lần đầu tiên Việt Hương làm công nghệ therapy. Dạ. Hương đấy không, Hương không nói gì hết để thử xem nó như thế nào. Và lúc đó chị Mai á, Mai cũng nói Hương là có nói cho các bạn biết là về cái đó không, thì Hương nói không, vì đâu biết nó là sao đâu, mình đâu có biết là nó có tác dụng không, mà mình nói giới thiệu cho quý vị vậy á, là mình uy tín của Hương, uy tín nữa. Của Hương. Cho nên Hương nói là cho Hương để đến 4 tháng thì hôm nay thấy cái mặt gọn hẳn đó quý vị. Hương gọn hẳn. Hương đặc biệt là Hương thấy tốt, Hương nói tốt. Dạ. Chính vì những công việc đó là của Hương. Như Mai cũng vậy, nhiều khi mình làm MC, mình đang thử món ăn ngon, mình thấy ngon. Còn chưa ngon thì nhiều khi mình góp ý, chẳng hạn như vậy. Một liệu trình nám là bao nhiêu? Gọi điện vô tư vấn nha. Là sẽ có cho bạn, tại vì nè, nhiều khi cái loại nám của bạn nám quá thì người ta sẽ bán một cái gói thì nó rẻ tiền hơn. Còn dù cái nám vừa thì người ta chỉ bắn 5-10 lần vậy thôi, thì người ta sẽ bán cái đó, cái gói đó nó rẻ tiền hơn. Đó nha.
Rồi, bây giờ đọc lại số phone một lần nữa đúng không ạ? Là 18006617 các bạn nha. Rồi. Rồi số 2 Bùi Thị Xuân quận 1 và ở Hà Nội đây cũng có chi nhánh nữa 74 Tô Hiến Thành. Thì các bạn có thể đến để mà để được, tùy cả hai nơi đều có những máy móc công nghệ được FDA hoàn toàn như nhau nên các bạn có thể hoàn toàn an tâm để đến. Và thẩm mỹ viện làm việc từ mấy giờ? Mày làm từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối và làm từ thứ hai đến ngày chủ nhật, không nghỉ ngày nào trong không tuần, nghỉ ngày cả nào lễ luôn. Dạ, từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. Nhiều khi các bạn bị đi làm á, nhất là phụ nữ mà cỡ tuổi Hương hay là cỡ tuổi Mai là bắt đầu thành đạt và suy nghĩ tới mình nên làm cái gì. Và các bạn ở hải ngoại có rất là các nhiều bạn ở bên Úc và bên Mỹ, bao nhiêu lần hỏi Hương không trả lời là tại vì Hương không biết cách. Hôm nay Hương hỏi cho quý vị rồi, là quý vị về trong vòng một tháng vẫn có thể làm được. Có nghĩa là làm therapy đi, xong chừng tuần, hai tuần đi chơi, đi bãi biển, đi về thăm gia đình gì đã đi, xong quay lại. Rồi muốn làm cái siêu vi điểm hay muốn bắn laser gì á cũng được hết. Dạ, thì trong vòng một tháng các bạn có thể làm được. Các bạn bên Melbourne có hỏi cho Hương thì hôm nay Hương xin trả lời cho các bạn luôn nhé. Về da, dạ, móng tay em hả? Dạ, móng tay em cũng không có sơn luôn nha quý vị. Móng tay để không luôn, để ba sơn bóng một lớp nước bóng bình thường luôn. Dạ đây. Cảm ơn Hương yêu quý. Dạ. Hương cái là làm gì tốt đó đều chia sẻ cho những fan của mình hết. Dạ, mà quan trọng là lúc nào Hương cũng làm. Trước, Hương nói là tại vì Mai nói cái này ok lắm. Là Hương làm, Hương làm xong Hương nói để cho Hương coi có được không. Chứ lỡ chị yên tâm ta tới làm không có work là không được. Mai cũng vậy đó Hương biết không? Đầu tiên Mai làm trước. Như vừa rồi Mai đi nước ngoài là Mai cũng sắp tới là cũng có những cái chương trình mới là mình phải đi coi trước rồi mình làm trước. Làm xong rồi mới dám đem về đây. Thì Hương cũng vậy, Hương làm trước, làm xong rồi mới dám giới thiệu cho mọi người, giới thiệu cho các fan của Và việc Hương, bản thân việc Hương cũng không có đem cái tên tuổi mình ra mà tầm bậy được. Và Thanh Mai thì nghĩ tên Thanh Mai đã quá vững vàng trong cái nghề này về thẩm mỹ. Và Mai là tại vì vô tình Mai lại là người đẹp nữa, một trong những cái người mà người đẹp mà ngày hôm nay cổ giữ được cái nhan sắc hôm nay 40. Hương với Mai là đồng môn với nhau đó nha mọi người. Hai chị em cùng học múa với nhau từ nhưng mà trời ơi bả là con thiên nga, còn tôi chỉ là một con vịt bầu, con vịt đẹp kế bên sống tí, cho nên tôi chuyển ngành. Mà Mai á hả, là cho đứng lên coi cái đi, bả giữ body nè. Body xuất sắc. Dạ, cái eo có 51 hả? Dạ, da đẹp, người đẹp dáng chuẩn. Và tại vì chị Mai chỉ là cái giống như biểu tượng trưng cho cái người đẹp, thì chỉ đẹp là chuyện đương nhiên và chỉ giữ được tới ngày hôm nay, và chỉ trên 40 giữ được ngày hôm nay, cho nên là người ta tin. Còn Hương không phải là người đẹp, nhưng chị Mai nói tôi vẫn nói thôi làm cho Hương đi, và Hương cảm thấy ok thì Hương chia sẻ, hoàn toàn đang chia sẻ cho quý vị nha. Thực ra Hương biết không, dù cho Hương có làm cô trẻ quá vậy MC, hay là Hương đang làm công việc là ban giám khảo rồi diễn một nghệ sĩ hài, thì dù đi nữa cái phong độ của mình nó rất là quan trọng Hương biết không. Yeah. Còn đối với tất cả quý vị đi nữa, cái vẻ đẹp bên ngoài nó còn là niềm vui, nó là sức khỏe, nó là cả tài lộc của mình nữa, nên Mai tin vào những điều đó. Nên chính bản thân Mai đó là tại sao mà Mai đi theo cái ngành nghề này. Dạ, cũng có người bên Úc nè, em xa về, từ em từ Úc về em sợ em không có đủ thời gian làm. Thì ta làm này mất có 3 tiếng à. Dạ. À, nếu mà làm những công nghệ như là Hương Intolabi ha, đi. Xong rồi đi về chơi, đi về ngay lập tức chơi liền. Dạ, dạ đi về chơi, xong, đi chơi cho đã đi. Thậm chí 6 tháng sau, 1 năm sau mới cần quay lại. Dạ. Để có thể nếu mà muốn. Nhưng mà trong vòng 1 tháng đó bạn có thể quay lại làm món khác. Đúng. Hiểu không? Chứ không phải là làm cái đó Intolabi rồi. Từ 6 tới 1 năm, tùy cơ địa mỗi người, có người giữ tới 1 năm. Đúng thì rồi. Giữ nó cứ giữ cái cơ thịt của mình á. Còn cái da là khác nữa nha quý vị. Cái da thì bạn có thể là làm cái chương trình khác trên cái bề mặt da, giống như bánh da lợn cái từng lớp. Để bạn có lớp làm lớp thứ 3 rồi, bây giờ bạn làm lớp thứ nhất. Bạn về 1 tháng mà có thể làm được nha. Mấy bạn bên Úc hỏi rất là nhiều. Mà Hương là nói thôi, kêu Mai là Mai chỉ rõ ràng vậy. Hiểu không? Và một lần nữa Hương nhắc lại, chị Mai giữ được thanh xuân là do chị có thẩm mỹ viện của chị. Chị muốn nói hay là gì Hương không biết, Hương nói chị làm trên mặt em. Ở mà em thấy đẹp thì em nói chia sẻ quý vị. Hả quý vị làm hợp cơ địa mỗi người, cơ địa Hương không thấy đẹp thì Hương làm chia sẻ. Và chia sẻ cho quý vị đến đây để quý vị tư vấn. Nếu quý vị thích quý vị làm, không có mắc mơ tới em. Việc thứ hai, giá cả hợp lý cho quý vị khi nói tên Việt Hương. Rồi, hợp lý chưa? Có gì cũng chia sẻ chưa? Chịu chưa? Ăn ngon cũng chia sẻ, mà làm đẹp được mình cũng chia sẻ. Và nhất là các chị ở cái tuổi này là bắt đầu thành đạt, thì mấy chị cứ lo, nói không biết là Việt Hương làm chỗ đó uy tín này nọ không, chỉ cho chị. Thì em chỉ làm ở đây về, không cắt, xẻ, cào, cấu, chích, kim, lăng kim á,
cũng có luôn, nhưng mà bây giờ không làm cái loại đó nữa, làm cái nó tổn thương nhiều siêu lắm. Siêu gì nữa, siêu vi điểm thôi. Tại vì tôi quên nó hoài. Tại vì Hương mà làm cái lăn kim á, nhiều khi Hương đi quay phim nó cũng khó. Dạ. Còn siêu vi điểm Hương thấy về là nó cũng không gây tổn thương, qua ngày hôm sau dạ. Nó bình thường đi làm được thoải mái luôn. Dạ rồi, dạ. Cảm ơn Oanh Trà, Thanh Kiều hai chị kìa. Xin chào. Dạ và nhớ là share cái này cho mấy bạn ở bên nước ngoài luôn nha Trà nha, vì nhiều bạn ở Úc hay ở Mỹ hay ở các nước á, thì cứ sợ là về đây thăm gia đình tháng rồi làm không kịp, và Hương nghĩ là kịp đây, Thanh Mai nói kịp chia sẻ cho quý vị. Dạ dạ thôi nhắm bà đi rồi, bye bye cả nhà luôn. Cảm ơn Hương nhiều và xin chào tất cả mọi người, xin chào em gặp lại. Em nói thiệt quý vị nghe, bà hẹn gặp lại thì kệ bà, mà em nhìn vô em thấy da em da bà ngang ngửa nhau mà em không make up nói lại lần nữa nha quý vị. Cái để kem mà một coi là cái này là y như nhau mà Hương không make up, còn Mai là có đánh kem dưỡng, có phủ tí phấn sơ sơ, nhưng mà ngoài bà đẹp liệu trình laser bao nhiêu. Cứ điện thoại tới gặp cái cô đó, cái cô Thanh Xuân đó, bà hay lắm, nói tên Việt Hương ra nha, là em chị. Dạ được luôn, nhăn ở dưới đây nè quý vị, nhăn ở đây nè, bắn laser là được luôn. Dạ bắn nếp nhăn á, nếp nhăn nhiều, sự BB Thanh Mai, tiệm tên gì? BB Thanh Mai, BB Thanh Mai. Dạ yeah. Rồi số 2B, số 2 Bùi Thị Xuân ạ. À. Rồi bye bye, bye nha, bye bye cả nhà, nhớ gọi điện cho tư vấn nha.